Một combo hồng xà đặc biệt, ba chậu đẹp cây tơ nha anh chị ha. 149.000 ba chậu, em tặng cho mình ba chậu y như vậy luôn. Đó. À, hiện tại thì cái lô hồng xà này cỡ vậy là em bắt đầu em xuất hàng cho các anh chị mình rồi. Anh chị mình sẽ thấy cây tơ đẹp ha. Ít khi hồng nào hồng xà anh chị mình sẽ thấy cái lô mà nó có thân lá xanh, hoặc mà nó có lá ngọn nó sọc sẹt nhiều như vậy các anh chị. Thì đây là lô hàng của cây bố mẹ của nó, là cây từ cây chớp nhà vườn người ta làm mô ra. Em cho các anh chị mình xem thử cây này nè, ngọn lá sọc sẹt rất nhiều luôn nha. Nhưng mà với cái lô này thì em bán cho các anh chị mình chất cây là cây bình thường thôi, không kể là hàng sổ chớp. Tại vì á, là nếu trong đây nó sẽ có một vài cây là nhà vườn người ta đã từng cắt bồi rồi, nên là em không kể cho các anh chị mình hàng sổ chớp, bán cho các anh chị mình một dòng lan sưu tầm bình thường thôi. Thì ba chậu như vậy em bán cho mình có 149.000 là mọi người, em đã bao phí vận chuyển cho các anh chị mình rồi. Và đặc biệt hơn là khi các anh chị mình mua trong combo này, trong ngay video này em sẽ tặng thêm cho các anh chị mình một combo ba chậu y như vậy nữa để về cho các anh chị mình sưu tầm ha. Cái hồng xà thì anh chị mình sẽ thấy mặt hoa ở trên màn hình á, cái khuôn hoa của nó sẽ bung xòe ra giống như là một cái con hổ mang mà nó đang chứng tỏ uy nghi của nó, oai lực của nó ha. Cánh bung xòe, cánh có xoắn và nó rất là to. Đặc biệt là cái lô này là màu nó sẽ là màu hồng đậm ha. Nếu như anh chị nào yêu thích cái dòng mà có khuôn hoa độc lạ và thân thủ đẹp với cái giá hiện tại là đang ở rất là mềm như thế này thì mình có thể chốt liền nha. Ở đây em có tầm khoảng 100 cây thôi và chỉ ưu đãi cho những khách hàng chốt đơn đầu tiên.